Bạn đang cảm thấy chán nản vì ngày qua ngày mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, hay đang bị stress vì bất cứ điều gì, thì đây là video dành cho bạn. Những điều mình làm khi mình cảm thấy bị down mood. Dạo này mình follow mấy shop trên Insta bán gốm xem nhiều xong bị nghiền ấy, nên là hôm nay mình qua một cửa hàng này tên siêu đáng yêu là Các Bếp Và Dọn Nồi để tìm một cái bát cắm hoa kiểu Ikemana Nhật Bản ấy, trông nghệ dã man, với cả vài cái đĩa nữa, vì ở công ty mình thì thỉnh thoảng mình cần đĩa để ăn sáng. Nghe địa chỉ thì đầu tiên mình tưởng là sẽ phải ở trong khu tập thể rồi ngõ ngách các thứ, nhưng mà cửa hàng này thì khá là dễ tìm thôi. Đồ xinh, giá phải chăng, mà mua gốm Nhật, gốm màu kiểu này thì lại rất là độc nữa, mỗi loại chỉ có một vài cái thôi. Ưng ơi là ưng, thỉnh thoảng kiếm những nơi xinh xinh như thế này để tới thì cũng khiến tâm trạng vui hơn rất là nhiều đấy. Mình vừa qua cái tiệm gốm bên đó và bên đó rất là nhiều đồ xinh luôn đấy, giá cũng rất là hợp lý so với những cái tiệm mình đã xem ở trên Insta này, Facebook dạo gần đây. Nên nếu mà mọi người có thích mấy cái đồ gốm gốm kiểu vậy, mọi người có thể qua bên đó là Gác Bếp Và Nhọn Nồi nha. Trời hôm nay khá là mát. Let's go, grab a cup of coffee, pour it over ice, take it for a walk while we talk about our lives. I just wanna spend some quality time, and I don't need a gift, I don't need to know your sign, and we don't need to do something you don't really like. I just wanna spend some quality time, but no one ever. Chị em bảo là chị nhìn story em, chị bị stress là chị tưởng có cả chạy cá không? Em thích mấy cái đồ mà trông nó không giống bình thường, trông nó hơi bất đối xứng, kiểu méo mó tí. Không biết mọi người thấy như thế nào, nhưng những điều nho nhỏ mà tự chuẩn bị cho bản thân thì cũng là mình cảm thấy vui vui ý. Mình rất thích ăn bánh xương bò, nên ngoài những ngày ăn sáng bằng ngũ cốc healthy ra thì bữa sáng lý tưởng đối với mình là croissant cộng với cà phê. À, nhìn ngon dã man, mọi người ăn sáng với mình nhá. Thứ ba đấy là theo nghiên cứu khoa học, khi chúng mình vận động hay là tập thể dục thường xuyên thì không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn này mà còn giúp sản sinh thêm hormone endorphin, kiểu hormone hạnh phúc ấy. Thế nên là nếu có thể thì hãy cố gắng tập thể dục hoặc là một bộ môn nào đấy vài buổi một tuần để tích cực hơn nhá. Dạo này thì mình không tập gym nhiều nữa mà thử đi học nhảy với bạn cũng khá là vui, ra mồ hôi khá tốt nữa. Hôm nay đi làm về thì mình đã mua hai cái bó này, định mua một nửa nọ nửa kia thôi, nhưng mà kiểu giờ đấy các cô ấy bán siêu rẻ, thế nên là mua cả hai cho các cô ấy về sớm luôn. Mình mua ở chợ đầu mối ở Nhổn ấy. Hồi trước mình nghĩ là sẽ không bao giờ thích hoa lá các thứ, mua tốn tiền mà để được vài hôm là tàn ấy. Xong rồi nói trước bước hôm qua rồi mình mê mẩn tất tần tật các loại hoa luôn ấy. Nếu mà bạn cũng vậy thì hãy thử tạo niềm vui cho mình bằng cách mua một bó hoa về cắm nhá. Sau khi đã cắm được hai lọ ở đây, một lọ màu này với cả một lọ màu đỏ. Nó cái màu đỏ này nó còn rụng rụng xuống mấy cái lá xinh dã man, nên mình để vào trong một cái hộp như này luôn. Hộp nước ấy mọi người, và vẫn thừa một nắm, không một bó như thế này, nên là mình sẽ mang lên công ty để cắm, để mình cắm Ikebana. Tôi đã có lại một cái bó nhỏ nhỏ con thế này, cầm cái này mà đi chụp ảnh thì cũng xinh phết này. Trời, mua hoa có một lần thôi mà mình cắm cả ở nhà, mà mình còn ôm cả lên công ty để cắm nữa thì nó mới hết. Đây là một ví dụ của kiểu cắm Ikebana Nhật Bản này mọi người. Mình cắm kiểu đơn giản thôi, nhưng mà mình sẽ để một số hình trên màn hình kiểu người Nhật người ta cắm nghệ cực kỳ. Sáng mọi người thì hôm nay là chủ nhật, nhưng mà mình kiểu đang muốn vận động một tí, nên là mình rủ bạn mình sáng nay sẽ đạp xe Hồ Tây một chút. Và bây giờ là gần 6 giờ, chắc là mình sẽ đi luôn. Mình đã mặc sẵn đồ ở đây rất là đơn giản, và khoác thêm một cái áo tập vào nữa. Đổ mũ nữa cho nó đỡ nóng. Ok, đi thôi. Thỉnh thoảng thì mình sẽ rủ bạn bè đi một vòng hồ thế này. Trộm vía là sáng nay đi đạp xe thời tiết siêu siêu đẹp, gió thổi hiu hiu, nắng nhẹ và bầu trời xanh nữa.
không biết có hơi hâm không, mình cứ vừa đạt vừa cười tưởng tỉ luôn ý. Từ khi mình tập sống trong hiện tại, sống trong sự biết ơn, thì tự nhiên cỏ cây, cảnh vật hay là mọi người đi xung quanh hồ thôi, như kiểu mọi người đi đạp xe như mình thôi ý, thì mình nhìn mình cũng cảm thấy là thật tuyệt vời vì được sống trong khoảnh khắc này. Phụ nữ rất yêu. Khoảng gần tháng nay thì mình chưa có thời gian để đi qua cái Bimart, cái chỗ mà bình thường mình hay mua nguyên liệu làm bánh ấy. Đấy, thế nên là hôm nay mới vừa đi xong, tắm gội xong rồi thì mình định là mình sẽ xuống để mình sẽ xuống để làm bánh. Cái MC Duck Brick này siêu siêu rẻ, có chưa đến 100.000 thôi, bạn mình cũng recommend. Nên là mình dùng thử mấy hôm nay thấy cũng khá ok, kiểu nó thơm dễ chịu ấy. Xong rồi nó làm tóc mượt hơn mà không quá là bị bết như là mấy cái gel bình thường mình hay dùng, mấy cái serum bình thường cho tóc ấy. Ok, xuống làm bánh thôi. Làm bánh cũng là một cách giúp giảm stress siêu hiệu quả. Nếu mà mọi người chưa từng thử thì có thể làm những cái loại có công thức đơn giản trước, như kiểu là cookie hay là mouse hay là bánh mì ấy. Thử đi, nghiện liền. Tên tên mẻ bánh mì đen Hàn Quốc của mình ra lò rồi đây. Cái này thì ở ngoài sẽ hơi giòn nhẹ, ở trong thì sẽ dẻo dẻo, hơi dai dai một chút nữa. Kéo ra sẽ nhìn này này. Mẹ mình cũng khá là thích cái bánh này, đã được chứng nhận nha. Hẳn là stress mà thỉnh thoảng làm content creator như bọn mình thì sẽ bị hơi kiểu trùng trùng mút một tí và bọn mình sẽ hơi bị ý tưởng ấy. Thế nên là ngày hôm nay trời khá đẹp, mình tranh thủ ra ngoài đường cà phê chill chill một tí. Dạo này mình mua được cái cặp sinh dục rất là tâm đắc luôn. Trông muốn đi biển liền ấy. Và đây là cái outfit ngày hôm nay của mình. Đi nhá. Hoa đúng lúc hoàng hôn siêu xinh. Đây là một bài nào đợt đầu hoàng hôn. Ok, và đó là một số việc mình làm để cảm thấy vui hơn và reset lại mood mỗi khi mà cảm thấy chán, để có lại năng lượng làm việc hơn. Lâu lâu thì làm một chiếc vlog chill chill nhớ mọi người, chứ dạo này công việc của mình nó hơi bị bận quá, ra video thường xuyên trên YouTube ý. Cảm ơn mọi người vì vẫn ở đây, vẫn theo dõi mình. Và hẹn mọi người trong những video lần sau nhé. Bye.